Thưa quý khán giả, với đạo lý uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam, những người con của mảnh đất phương Nam luôn tâm niệm hướng về quê cha đất tổ. Trong sáng ngày hôm nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo thành phố đã cung kính dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ Quốc tổ Hùng Vương, Tổ phụ Lạc Long Quân, Tổ mẫu Âu Cơ, Lạc tướng và Lạc hầu trong ngày giỗ tổ Hùng Vương, mùng 10 tháng 3 âm lịch. Thông tin từ phóng viên Trường Tiến. Ngay lúc này, lực lượng phục vụ và đội nghi thức lễ đã sẵn sàng. Các lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã có mặt. Đúng 7 giờ, chính thức nghi lễ bắt đầu. Nghi thức lễ được tiến hành trang trọng theo hướng dẫn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nghi thức của địa phương. Lễ vật dân cúng có bánh chưng, bánh dày, xôi, trầu cao và hoa quả để tưởng nhớ, tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền hiền có công lập quốc. Lá đại kỳ ngũ sắc được thả trước khi bắt đầu nghi lễ. Sau khi đọc chúc văn và báo công trước anh linh các vua hùng, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thực hiện nghi thức dân hương. Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng tổ chức trưng bày các chuyên đề về văn hóa Đông Sơn và thời đại Hùng Vương, đồng bằng sông Cửu Long hướng về đất tổ, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật khác. Không chỉ dịp giỗ tổ mà vào các dịp lễ trọng đại khác, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đến đền Hùng để dân hương báo công. Hoạt động này nhằm tri ân, tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công khai mở đất nước. Cũng vào sáng nay tại đền thờ Vua Hùng, Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đã thực hiện triển lãm ảnh Điện Biên Phủ Thiên sử vàng. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo người dân đến tham quan và triển lãm. Triển lãm với hơn 80 hình ảnh tư liệu quý có giá trị lịch sử, nội dung được chia làm 3 phần: chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước âm mưu hành động của thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ ngày mới. Triển lãm góp phần giới thiệu đến khách tham quan những trang sử hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong đó chiến thắng Điện Biên Phủ là bằng chứng lịch sử lẫy lừng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, xâm lược và can thiệp của đế quốc Mỹ giai đoạn năm 1945 năm 1954, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, làm tiền đề cho việc ký kết hiệp định Geneva, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, góp phần thúc đẩy quá trình tan rã của chủ nghĩa đế quốc. Triển lãm ảnh sẽ phục vụ khách tham quan đến ngày 20 tháng 5. Những ngày gần đây, đông đảo người dân và du khách tới với đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ, thể hiện ý thức nguồn cội, uống nước nhớ nguồn, góp phần làm nên sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Vào tối qua, thì chương trình nghệ thuật Hội tụ non sông đã diễn ra tại thành phố Việt Trì. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm Giáp Thìn 2024. Được dàn dựng công phu, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, chương trình truyền tải thông điệp về sự thiêng liêng của dòng máu Lạc Hồng, của truyền thống đoàn kết, đã tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc ta. Mặc dù trời mưa to, nhưng vẫn có rất đông người dân và du khách tới xem. Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa với 800 quả pháo tầm cao và 180 dàn pháo tầm thấp, tạo nên màn trình diễn đặc sắc. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 đã chính thức khai mạc vào tối qua tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Sự kiện diễn ra với rất nhiều các hoạt động văn hóa xúc tiến thương mại, kết nối du lịch, đồng thời giới thiệu nhiều món bánh quê mang hương vị đặc trưng. Với chủ đề đậm đà hương vị phương Nam, chương trình diễn ra với nhiều tiết mục tái hiện sự ra đời của bánh dân gian trên vùng đất Nam Bộ và hành trình vươn xa của bánh dân gian Nam Bộ. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô khoảng 250 gian hàng bánh dân gian, ẩm thực, gian hàng ô cốp và đặc sản vùng miền. Khoảng 100 nghệ nhân đã tham gia hội thi bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh phục vụ du khách tham quan. Đặc biệt là trong sự kiện ngày hôm nay còn có hoạt động là trình diễn làng nghề bánh tráng trăm tuổi Thuận Hưng, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2023 do chính tay các nghệ nhân đến từ làng nghề bánh tráng trăm tuổi Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ thực hiện. Tôi tham gia đây hai lần rồi. Bây giờ làm sao mà mình làm cho cái nền phát triển mình vậy đó, cái đặc sản mình đó, càng ngày nó càng phát triển mạnh lên là im mà nó im rồi đó, nhưng mà phải làm cho nó im nữa. Nó làm mình là truyền thống vậy đó, nó bán là cũng như là mình để ăn nó không có chất bảo quản này nọ vậy đó. Bột gạo bình thường mình làm mà chứ không có mà gì hết, chứ không có quá chất gì hết, thành ra nó đạt lắm. Ngoài việc mà buôn bán giới thiệu các cái sản phẩm bánh dân gian cũng như là các cái sản phẩm vùng miền, thì trong đó chúng tôi đã tập trung để các cái nghệ nhân có được cái sân chơi và để trình diễn bánh dân gian
Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời các nghệ nhân để làm một cái bánh xèo lớn để phục vụ khách tham quan. Đối với các hoạt động của văn hóa thì chúng tôi lồng ghép với nhau để thu hút du khách khi đến với thành phố Cần Thơ. Trải qua 11 lần tổ chức, lễ hội đã dần hình thành thương hiệu cho thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng đất chính rộng nói chung, góp phần tìm kiếm và tạo điều kiện cho nhiều nghệ nhân phát huy, gìn giữ nghề truyền thống. Là một sự kiện thường niên của thành phố Cần Thơ, lễ hội nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, ẩm thực, nhất là bánh dân gian của địa phương và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và năm nay thì đặc biệt hơn khi lần đầu tiên sự kiện tổ chức buổi trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ 3 mét. Phóng viên Mỹ Quyên vừa có mặt tại lễ hội sẽ thông tin chi tiết. Vâng, thưa quý khán giả, đằng sau lưng tôi chính là các nghệ nhân đang thực hiện những công đoạn đầu tiên để đổ chiếc bánh xèo to nhất từ trước đến nay. Và chiếc bánh xèo này sẽ được làm theo cách truyền thống. Từ lâu, chiếc bánh xèo miền Tây đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong những dịp lễ Tết của bà con miền sông nước. Giá bánh xèo được làm từ bột gạo, nhân bánh được làm từ tôm, thịt ba chỉ hoặc là thịt vịt xiêm băm nhuyễn. Và chiếc bánh xèo khổng lồ ngày hôm nay được 15 nghệ nhân cùng tham gia đổ. Ban tổ chức cũng cho biết cần khoảng 20 kg bột, vịt xiêm, thịt ba rọi, tôm, củ sắn, đậu xanh để hoàn thành chiếc bánh được cho là to nhất từ trước đến nay. Giá bánh có kích thước lớn nên thời gian chín cũng lâu hơn, mất khoảng 30 phút. Chiếc bánh sau khi hoàn thành thì sẽ được chia làm 1.000 phần nhỏ và một phần sẽ như thế này để phục vụ miễn phí cho bà con tham gia lễ hội gói bánh dân gian lần thứ 11 năm nay. Và chiều hôm nay cũng còn rất là nhiều hoạt động đặc sắc khác nên là quý khán giả chúng ta hãy nhanh chân đến với hội bánh hôm nay nhé. Giỗ tổ Hùng Vương năm nay gần dịp cuối tuần, thế nên nhiều người lựa chọn xin nghỉ phép ngày mai để có thể được kỳ nghỉ từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 4. Chính vì thế ghi nhận trong sáng nay những hòn đảo nổi tiếng về du lịch của tỉnh Kiên Giang thu hút rất đông du khách. Phóng viên Công Khoa sẽ thông tin chi tiết. Sáng ngày hôm nay thì khu vực trung tâm xã đảo Lại Sơn chật kín du khách. Mọi người từ khắp nơi đã chọn hòn đảo xinh đẹp này để tham quan nghỉ dưỡng. Bởi thời gian di chuyển bằng tàu từ Rạch Giá ra đây chỉ khoảng 90 phút mà thôi. Điều này giúp du khách tiết kiệm thời gian cho chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày của mình. Đáng chú ý, đến nay xã đảo Lại Sơn vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, rất nhiều điểm đến hấp dẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đặc biệt, với những ai thích hòa mình cùng thiên nhiên và tham gia các trò chơi trải nghiệm thì đây là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhiều khách sạn cơ sở lưu trú cho biết hiện đã kín phòng, khoảng 40% trong số đó là du lịch tự túc. Theo đó, du khách sẽ tự thiết kế lịch trình tham quan, đồng thời lựa chọn chỗ ở và phương tiện di chuyển. Ngoài ra, những điểm đến nổi tiếng khác của Kiên Giang như Nam Du, Hà Tiên, Phú Quốc cũng thu hút rất đông du khách. Chỉ trong quý 1 năm nay thì tỉnh Kiên Giang đã đón hơn 2,75 triệu lượt du khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ du lịch là hơn 7.200 tỷ đồng. Nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đã và đang được chính quyền địa phương triển khai để tiếp tục có những đột phá tiếp theo trong lĩnh vực này. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh thuộc rủi ro thiên tai cấp độ 4. Quyết định này dựa trên diễn biến tình hình xâm nhập mặn 1 phần ngàn và 4 phần ngàn trên sông Dàm Cỏ, lần lượt là 88 km và 72 km và trên sông Dàm Cỏ Tây lần lượt từ 110 km và 86 km. Tác động nặng nề của xâm nhập mặn khiến nhiều huyện vùng hạ của địa phương thiếu nước ngọt để sản xuất nông nghiệp, hàng ngàn hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt. Ngoài việc áp dụng các biện pháp theo quy định của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tỉnh, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện Cần Duộc, Cần Đước, Tân Trụ, Châu Thành, Bến Lức, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và thành phố Tân An tổ chức triển khai các biện pháp cấp bách để bảo vệ an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân. Dự kiến độ mặn 4 phần ngàn sẽ còn tiến sâu trên sông Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây khoảng 90 đến 110 km trong thời gian tới. Kiên Giang cũng đang là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn. Vào hơn nửa tháng nay thì nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang rơi vào cảnh thiếu nước ngọt sinh hoạt. Trước tình hình này thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã khẩn trương tổ chức cung cấp hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nhân dân. Nước sinh hoạt cho người dân xã Phú Mỹ chủ yếu dựa vào việc đổi nước từ các ghe vận chuyển. Mùa khô này nước sinh hoạt thiếu, nên số lượng ghe đổi nước sinh hoạt cho người dân ở các địa bàn giáp biên giới lại càng khó khăn hơn.
Lâu lâu mới có chiếc nước vô bơm vậy đó. Như mình bơm lần vậy được cỡ 100 ngàn, 100 ngoài ngàn. Có khi thì mình cũng đi qua nhà gần gần thì còn nước thì mình cũng nhờ 1-2 thùng vậy đó. Rồi đợi ghe nước bữa hay bữa lại. Mà mấy chú giúp đỡ thì cảm ơn chú nhiều lắm. Dễ mà hoàn cảnh gia đình chú thấy rồi đó, nhà khổ lắm. Có nước được bao nhiêu là mừng dữ lắm rồi đó. Tỉnh Kiên Giang hiện có gần 1.200 hộ dân thuộc các xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành và phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Thấu hiểu được nỗi khó khăn vất vả của nhân dân dùng hàng mặn, ngành chức năng đã tổ chức cung cấp hỗ trợ tận nhà cho bà con với số lượng trên 210 mét khối. Nhờ anh em chiến sĩ, anh em bộ đội là có sự giúp đỡ tới dân chúng vậy là nói chung là nói riêng là bản thân em mà nói chung là dân chúng ở đây rất cảm ơn mấy anh em rất nhiều. Số lượng nước đã hỗ trợ cho bà con tuy không nhiều, nhưng qua đó đã góp phần giúp người dân giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, thể hiện sự chung tay của ngành chức năng trong chăm sóc đời sống an sinh xã hội cho bà con. Chuyển sang thông tin về y tế, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long vừa cứu sống thành công nữ bệnh nhân vỡ lách độ 3, gãy xương sườn do tai nạn giao thông bằng phương pháp chụp nút mạch số hóa. Bệnh nhân ngụ tại thành phố Cần Thơ, cấp cứu Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long trong tình trạng khó thở, chấn thương nặng ở vùng ngực và hạ sườn trái, xuất huyết nội, huyết áp tăng. Thông tin từ gia đình, vài tiếng đồng hồ trước đó, người bệnh có va chạm khi đi xe máy. Qua kiểm tra lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ nhận định vỡ lách độ 3, gãy 4 cung sườn bên trái. Người bệnh được chụp nút mạch điều trị cầm máu tại các tạng số hóa, xóa nền. Sau khi xác định được mạch máu bị tổn thương, vật liệu tắc mạch sẽ được bơm vào động mạch bị dở để cầm máu và giúp lành vết thương. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 20 phút. Qua 6 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện theo dõi ngoại trú. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một tuần trở lại đây thì trên địa bàn ghi nhận sự gia tăng các ca bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, đặc biệt là số lượng trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh. Cụ thể trong tuần 15, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 287 trường hợp trẻ mắc tay chân miệng, tăng 87% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ năm 2024 hơn 2.200 ca. Dự báo thời gian tới, số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng. Do đó, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Đặc biệt, hiện đang là thời gian cao điểm của bệnh tay chân miệng ở trẻ em, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng lây qua đường tiêu hóa, qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh như bắt tay, ôm hôn, tiếp xúc với đồ chơi, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, bề mặt có chứa virus. Bệnh có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt ở môi trường tập thể như mẫu giáo, trường học. Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ vừa thông tin trong 4 tháng qua, đơn vị này đã kiểm tra 44 tiệm vàng trên địa bàn, qua đó đã phát hiện 39 tiệm vàng vi phạm, xử phạt 659 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Qua công tác thì nắm tình hình đã phát hiện trên địa bàn quận Ninh Kiều có nhiều tiệm vàng đóng cửa. Lý do các tiệm vàng đóng cửa do sợ bị Tổng cục Quản lý Thị trường kiểm tra, chứ không phải găm hàng do giá vàng tăng cao. Không riêng tại thành phố Cần Thơ, cơ quan quản lý thị trường các địa phương khác thời điểm qua cũng đồng loạt kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 4 cho đến nay, Cục Quản lý Thị trường đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm. Nhiều cửa hàng bán các mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace, Louis Vuitton. Nhiều cửa hàng cũng đóng cửa mà không nêu rõ lý do. Xuyệt điện trên sông, đối tượng Trần Bá Đức ngụ tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa bị công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản. Theo xác minh, vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, Trần Bá Đức đã bị Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xử phạt 3 triệu đồng vì hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Đến ngày 27 tháng 1 năm 2024, đối tượng lại tiếp tục bị bắt quả tang với hành vi tương tự. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một xuồng composite không có số đăng ký, một động cơ xăng, một bình ắc quy, một công cụ kích điện và một cây giật điện. Hiện công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Sau 5 ngày nghị án vào ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Trường, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, 20 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, Trường bị tai nạn giao thông gãy chân dẫn đến mất khả năng lao động, nên thường xuyên bị Đinh Thanh Hiền là con gái riêng của vợ kiếm chuyện chửi mắng do không giúp gì được cho gia đình. Vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2023, sau khi đi uống rượu về nhà, Trường xảy ra cự cãi với Hiền, cho rằng cha dượng hăm dọa đòi đánh mình nên Hiền kêu bạn trai là Huỳnh Diệu Quốc Quân đến cùng Hiền dùng lời lẽ thô tục chửi Trường. Khuya ngày hôm đó, bực tức vì Hiền và Quân chửi mình, sau khi thấy cả hai đang nằm trên giường, Trường lấy cây dao yếm chém Hiền làm nạn nhân thủng xương hộp sọ, tử vong sau đó. Trường tiếp tục cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người Quân, gây thương tích là 39%. Núi Cấm hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn. Núi Cấm xưa nổi tiếng với những giai thoại kỳ bí, nay đã trở thành điểm du lịch tâm linh, nhiều danh thắng đẹp cùng những sản vật đặc trưng hấp dẫn. Giờ thời điểm này thì những loại trái cây xứ núi bắt đầu vào mùa, một trong số đó là dâu da, một loại trái cây có hương vị ngon ngọt cùng màu sắc vô cùng đẹp mắt. Dâu da núi Cấm bắt đầu ra hoa vào mỗi độ tháng 2 âm lịch. Cứ thế, tháng 4 bắt đầu cho ra những trái chín đầu tiên, nhưng chín rộ nhất phải đến tháng 5, tháng 6. Đặc biệt là vào tháng 5, cũng vào dịp lễ hội với bà chúa xứ núi Sam, những chùm dâu da mọng nước trở thành món quà thú vị để du khách mang về. Dù đất núi khô cằn, thiếu nước, nhưng cây dâu da vẫn bén rễ và cho trái ngọt, đưa núi Cấm trở thành thủ phủ dâu da của miền Tây. Nơi đây cây dâu được phát triển tự nhiên, được tận hưởng không khí núi rừng, nên được đánh giá là mang hương vị ngon ngọt đặc trưng so với đồng bằng. Một cây dâu nếu trúng mùa có thể cho thu hoạch khoảng 100 kg trái. Mình có mua giống từ ở dưới đồng bằng lên. Nếu được như một cây dâu mà trưởng thành như vậy thì khoảng 5 đến 6 năm. Đầu mùa mình phải là phát cỏ cho nó sạch. Dạ. Sạch rồi mình phải phân, phải nước, nhất là nhu cầu nước thì phải cần. Mà trên đây thì nước thì nó rất là cực khổ, mình phải tiết kiệm như vậy nè. Con phải đưa vô bồn mình mới bơm lên. Đầu mùa nó khoảng 8-9 ngàn. Mà tới chừng mà vô, mà tới cuối mùa thì nó khoảng 5-6 ngàn, nhiều khi có 3-4 ngàn nữa. Nhưng mà năm nay nhờ cái lượng dâu nó ít, nó bị thất quá đó. Thành ra dâu của đầu mùa nó được 15 ngàn một ký. Tới thời điểm này thì cũng còn được là 8-9 ngàn. Bà con xóm núi còn cho biết, cây dâu già rất dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư thấp. Hễ đã bán duyên, bén đất là xanh cành, ngọt quả, không phụ công người dung xới. Nếu có dịp về thăm núi Cấm thời điểm này, quý khán giả đừng quên ghé lại thưởng thức những chùm dâu chín mộng, một trong những loại trái cây đặc sản của núi rừng phương Nam. Thiên nhiên đã ưu đãi cho vùng bảy núi An Giang những điều kiện vô cùng lý tưởng để các loại sản vật tự nhiên ít có nơi nào có được. Đây cũng sẽ là một gợi ý dành cho những quý khán giả nào yêu thích không gian xanh mát trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Cảm ơn quý khán giả vì đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.